nâng thằng nào thôi. Sao anh lại đông ác như vậy? Bởi vì anh yêu em biết không? Không ai nhờ. Anh nghĩ là nó không biết thật sao? Không có lý do gì khẳng định hắn biết. Không biết bây giờ khẩu súng hắn giấu ở đâu. Bây giờ tính sao đi? Hên xui thôi. Tôi ghét nhất là đánh cược với số phận. Có những thứ đã là số phận rồi thì khó mà tránh khỏi. Chỉ biết chấp nhận thôi. Hôm nay là ngày thứ ba. Hắn chỉ dọa thôi. Cậu đừng mất thời gian nữa. Sao anh nghĩ vậy? Cậu chịu khó sử dụng cái này đi. Tôi không quen cái thứ suy luận điều tra. Nếu như khẩu súng đó tới tay công an như hắn nói, và người bị bắt đầu tiên là Linh Béo thì sao? Hả? Tụi nó sẽ không bán đứng nhau đâu. Và một khi đã biết chắc mình thoát tội, Linh Béo mới dám ra điều kiện với chú. Mẹ kiếp, mấy tụi này nó hại não mình thật. Đây, cô chú nè. Được, tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng. Đừng có vội mừng. Anh còn sợ hở gì hả? Chẳng những là có hở mà nó sẽ tan hoang nếu như trái bom nó phát nổ. Như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là Linh Béo nó sẽ không để cho cậu yên. Nó sẽ tìm tới cậu khi mà cậu chưa có giải pháp. Thật sự á, tôi chỉ hứa bừa thôi chứ chưa nghĩ ra cách gì. Anh có cách nào không? Tôi đã nói rồi, tôi không dính dáng tới chuyện ngoài lề. Bây giờ tôi với anh đã leo lên lưng cọp rồi. Cậu không thể tới đâu tính tới đó hoài được. Cậu phải nói chuyện với ông Trùm. Không được, ông sẽ giết tôi chết đó. Bây giờ như vậy, nếu anh làm gọn gàng sạch sẽ, tôi sẽ trả anh 1/4 số tài sản mà tôi có được. 1/2. Chú biết con đang muốn có được lòng tin của ba con. Việc đó khó, nhưng không phải là không có cách. Nếu như chú thật lòng muốn giúp, chú chỉ cách cho tôi đi. Với một điều kiện, con tuyệt đối không được để cho anh Sáu biết. Tôi hứa, việc này chỉ có tôi và chú biết. Thật ra đó, anh Sáu đang gặp chuyện rắc rối với thằng Hải Chột. Má, lại thằng chó đi nữa hả? Sự việc rất là nghiêm trọng. Nếu cứ để nó còn sống ngày nào thì chừng đó ba con còn bị đe dọa. Hải Chột, là mày đã ép ba tao đến bước đường cùng đó. Nếu con giải quyết được việc này êm đẹp thì chắc chắn anh Sáu sẽ rất hài lòng. Tới lúc đó con muốn gì mà chẳng được. Chúc mừng đồng chí Tân Thiếu Quý. Bây giờ đồng chí có thể lên hội trường để nhận quyết định lên lon của ban giám đốc. Rõ. Khoan, còn vụ khao cả đội tối nay thì sao? Chuyện này á, chị cứ yên tâm đi. Tối nay đích thân em sẽ vào bếp để mổ tử thi. Vào bếp nấu ăn đãi mọi người một bữa hoành tráng luôn.
Thôi được rồi, đi lẹ lên. Không thì ban giám đốc trách đó. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Các đối tượng liều lĩnh và manh động. Trong lúc chúng ta chưa kịp lần ra dấu vết thì chúng đã bịt đầu mối. Lần này tôi dám khẳng định, đây là một vụ án giết người diệt khẩu, có mục đích rất rõ ràng. Nhưng bọn chúng là ai? Sao lúc nào cũng đi trước chúng ta một bước? Đặc biệt là đúng hướng. Thôi được rồi, chúng ta cứ bình tĩnh xem xét lại. Đồng chí Huy, bắt đầu đi. Dạ. Báo cáo, nạn nhân tên là Nguyễn Trần Tuấn Anh, 21 tuổi, là sinh viên khoa nhiếp ảnh năm cuối của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Được phát hiện vào rạng sáng ở khu đường sắt quận 3. Giấy tờ tùy thân cũng như là tài sản thì không bị mất mát gì cả. Nhưng mà có điều đặc biệt là Tuấn Anh là nhân chứng duy nhất trong vụ án mạng của hai chủ. Và bên giám định pháp y cũng đã xác định là chết vào khoảng tầm 2 giờ sáng và trùng khớp với lại cái thời gian mà đoàn tàu chạy ngang qua. Nó rất giống một vụ tai nạn. Nếu nạn nhân không phải là người chúng ta cần, có phương tiện gì để lại hiện trường không? Dạ, báo cáo anh là được xác minh là nạn nhân đi bộ. Khu vực đường tàu có rào phân cách, Tuấn Anh làm gì chui vô đó được? Đó là điểm nghi vấn thứ nhất. Báo cáo, mở rộng điều tra hiện trường thì chúng tôi phát hiện là có dấu vết bánh xe hướng từ trong ra ngoài, và đặc biệt là gần khu vực tai nạn. Điều đó chứng tỏ là trước đó đã có một nhóm người tụ tập rất đông. Đúng vậy. Việc lấy lời khai từ những nhân chứng sống ở khu vực gần đó, chúng tôi đặc biệt chú ý tới lời khai của người bán bắp xào về đêm. Người này tuy không nhìn thấy nhóm người nhưng đã phát hiện ra tiếng kêu cứu yếu ớt ở khu vực đường ray. Ông ta tưởng là ma nên đã bỏ chạy khỏi khu vực đó. Xác định thời điểm thì lúc này tàu chưa chạy qua. Đây là điểm đáng chú ý thứ hai. Nếu mà đặt giả thuyết Tuấn Anh bị tai nạn là do dựng lên đó, việc xác minh các mối quan hệ cũng như các mâu thuẫn gần đây của nạn nhân có gì đặc biệt không? Dạ báo cáo anh, về đối tượng Phương thì cũng không có gì đặc biệt cả. Còn đối tượng Hiếu, người ở cùng phòng với nạn nhân trong những năm học đại học, cũng là bạn học của nạn nhân. Hiếu có biểu hiện rất là bất thường, nhưng mà theo phân tích tâm lý là biểu hiện của Hiếu là do bị sốc bởi tai nạn bất ngờ của Tuấn Anh, chứ không phải là biểu hiện của một người tội phạm. Dạ báo cáo anh, đã kiểm tra rồi. Bên phòng kỹ thuật đã mở khóa mã khóa điện thoại thì cũng không phát hiện bất kỳ gì đặc biệt ngoài số điện thoại của Hiếu gọi ra. Và nạn nhân cũng không có truy cập Facebook hay là Zalo, Viber hay là gì khác cả. Đồng chí có đề xuất gì không? Dạ báo cáo anh, em muốn đề xuất là chúng ta hãy bám sát và theo dõi Hiếu, bởi vì có thể Hiếu sẽ là đối tượng duy nhất biết được một số thông tin trong vụ án của Tuấn Anh. Tôi đồng ý. Chúng ta đã có kết luận từ phòng pháp y chưa? Bên phòng pháp y cũng có những kết luận sơ bộ về nguyên nhân cũng như là thời điểm chết của nạn nhân. Nhưng mà bên giám định viên vẫn xin thêm một số thời gian để chưng cầu, bởi vì họ phát hiện ra một số dấu vết giống như đây là một vụ án mạng vậy. Nếu nó là án mạng thì nhất định có liên quan tới chủ vụ án mà chúng ta đang mắc mớ. Vì vậy càng không thể nôn nóng. Chúng ta không còn cơ hội để sửa sai đâu. Dạ báo cáo anh, giờ chúng ta có nên bảo vệ tất cả những manh mối có liên quan tới nạn nhân không ạ? Nếu chúng ta không tập trung xác định rõ đối tượng thì việc bảo vệ sẽ dàn trải và không hiệu quả. Như thế nào là những manh mối liên quan? Tôi sẽ cân nhắc và xin ý kiến cấp trên. Nhưng cũng muốn nhắc nhở các đồng chí một lần nữa, chúng ta phải làm bằng 200% sức lực để ngăn chặn cho bằng được tội ác này. Rõ, rõ. Chị ơi, chị có thể giúp em cho em gặp anh Tuấn Anh lần cuối được không chị? Thứ nhất là Tuấn Anh không ở chỗ của chị, cậu ấy đang được bảo quản ở nhà xác. Sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ được chuyển về để làm lễ an táng. Thứ hai, tình cảm sẽ ở trong tim chứ không chỉ là việc gặp mặt.
Nhưng nếu như em không thể nào quên được cậu ấy thì đừng cố làm. Nếu như em biết được anh Tuấn Anh gặp nạn thì em sẽ không gây ra anh vụ đó rồi chị. Đây cũng không phải là lỗi của em, em đừng tự trách mình nữa. Chị không hiểu được cảm giác mất người thân của em lúc này đâu. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh là trái tim của em như bóp nghẹt. Sao người ta ác vậy chị? Anh Tuấn Anh đang ở độ tuổi đẹp nhất mà, còn biết bao nhiêu hoài bão và đam mê. Thực ra mình cũng đã xác định được là Tuấn Anh chết do ám sát. Em cũng đừng nghĩ ngợi tới những chuyện xấu. Với lại chị cũng đã từng mất cả ba lẫn mẹ cùng một lúc, nên chị rất hiểu cảm giác của em. Em xin lỗi chị. Chị nói như vậy là để em hiểu em phải kiên cường lên. Dạ. Chị rất muốn nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng mà bây giờ chị có một cuộc gặp, chị phải đi. Cho chị xin số điện thoại của em. Dạ. 0903 576 778. Ok, chị nhắn số chị cho em rồi. Có việc gì em cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho chị. Dạ. Hai chị em có chuyện gì buồn vậy? Đây là Phương, bạn gái của Tuấn Anh. Đại ca, nó chết rồi. Vậy hả? Mẹ nó, trói nó lại rồi tính sao? Đại ca, đại ca. Tao sẽ không giết mày đâu. Tao sẽ cho mày thời hạn 3 ngày. Phải tìm cho tao cuốn phim gốc mà thằng bạn mày đang giấu. Nếu không thì... Theo dõi người nhà hả? Dạ, bạn con. Nhìn lạ lắm, chắc bộ nó dính rồi đó. Dạ, con cũng nghi, nhưng mà ba mẹ nó chưa biết nên con cũng cố bám theo xem sao. Bây giờ có đi không, tôi chỉ chỗ đường tắt cho đi. Dạ chắc khỏi cô ơi, con đang chờ tí coi tình hình cái đã. Nè, thấy cái gì á thì đi về nhà nói chuyện với nhau nghe không, đừng có gây sự ở đây, rước họa vào thân đó. Trước con có làm rớt cái bóp của con, cô có thấy không cô? Mèn đét ơi, mày đi đâu mày rớt bóp mày cũng không hay nữa hả? Dạ, bởi tại bữa đó con rối quá, quên mất tiêu luôn. Tụi bay á, vô tâm, tiền chứ đâu phải rác đâu mà quên. Dạ. Thôi đợi một chút đi, tao vô tao lấy cho. Dạ dạ, con cảm ơn cô. Phải này không? Dạ, dạ đúng rồi cô. Con cảm ơn cô nha. Nè, cô hỏi thiệt nha. Dạ. Bữa vô hẻm làm gì vậy? Dạ, con đi tìm bạn. Mà hồi điên sao mà lạc đường luôn à. Tao biết ngay mà. Mày còn mạng đi về là may lắm đó nha. Dạ, dạ. À, cô ơi, à, con gửi cô ít tiền coi như cảm ơn cô giữ cái bóp giùm con. Thôi, không có tiền bạc gì ở đây hết trơn á.
Rảnh á mà đi đường này ghé uống nước ủng hộ là được rồi. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Con đi nha cô. Ừ. Cho ly phê đá đi bà chủ ơi. Ừ. Con làm ly cà phê giùm má đi con. Uống cà phê hả? Chờ một chút nha. Dì, cho con hỏi cái người vừa mới đi á là người quen của dì à? Hôm bữa nó vô uống nước, nó bỏ quên cái bóp, hôm nay nó quành lại lấy. Mà chú là ai vậy? Chú lại đi tìm người hả? Quán tôi chỉ có bán nước thôi à, chứ không có bán gì đâu nghe chú. Con chỉ muốn gặp dì để hỏi là dì với người đó nói chuyện gì. Đâu có nói gì đâu. Sao cậu ta lại để quên bóp? Bữa đó nó lại đi uống cà phê nè. Hình như nó đi theo thằng bạn nó, rồi cái nó giỏi vàng quá nó bỏ quên cái bóp. Bữa nay nó quay lại nó lấy. Bữa đó có đi với người này không? Đúng rồi, bạn nó nè. Rồi hai người đó đi đâu? Bữa đó tôi chỉ cái thằng đó nó đi vô trong đó. Dạ cô ơi, cho con hỏi thăm. Cô biết hẻm số 21 ở đâu không cô? Đi tới trước quẹo trái. Dạ, cảm ơn cô. Tôi đâu có biết nó đi đâu đâu nghe. Ở trong đây có thông ra với hẻm không? Được, được, đi được. Hôm bữa tôi chỉ nó đi vô trong đó rồi đó. Mà nó nói nó đi lạc. Cảm ơn dì, con gọi tiền cà phê. Ừ, chào tôi thối tiền. Quỳnh. Ủa anh Thành. Phương có cung cấp thêm thông tin gì không? Không, Phương tới gặp em để xin gặp Tuấn Anh nói lời chào cuối cùng. Đúng là tuổi trẻ bây giờ họ sống tình cảm. Con người càng lớn thì càng vô tâm ha. Anh đóng phim ngôn tình đó hả? Em nổi hết da gà rồi đây nè. Khổ thiệt. Tại sao lúc nào em cũng hiểu sai ý của anh vậy? Em không quan tâm gì tới cảm xúc của anh sao? Bởi vì Quỳnh đang bận quan tâm người khác rồi. Chính là các nạn nhân của vụ án nè. À, em cũng có việc muốn hỏi anh về hiện trường. Mình đi nha. Đi, bye. Em đã đưa anh về đây, anh muốn làm gì thì làm hết đi. Nói chung á là bữa nay anh đi không được. Còn mai mốt á, em muốn đi đâu anh dẫn em đi đó. Em muốn đi Đà Lạt đúng không? Anh dẫn em đi Đà Lạt. Em muốn đi Hà Nội, anh dẫn em đi Hà Nội. Thậm chí em muốn đi nước ngoài, anh cho em đi nước ngoài luôn. Tao bao mày với bạn gái mày luôn á. Bớt tào lao giùm tao một cái. Mày bao tao chồng này tao hạnh phúc dữ lắm rồi. Cái thằng. Anh có tiền không? Chậu này em trả mà. Này không phải tao nha. Em có tiền. Tao không có luôn. Đây, món ngon nhất đây. Quá, thơm vậy ta. Món gì vậy anh? Không biết thiệt luôn hả? Không. Muốn làm dâu miền Tây mà không biết cái món cá rô kho tổ. Không biết là tôi kiếm cô nào biết. Rồi lúc đó đừng có khóc nha. Thôi đi, một mình anh biết là được rồi. Cần chị em phải biết chứ. Con trai là người ta lo chuyện đất nước đại sự. Chứ ai đâu mà tối ngày chui trong bếp nút lạm trọng. Thì anh phải biết chăm lo cho vợ con thì mới làm được những việc lớn, đúng không nè? Ta khỏi nịnh đi ha. Tôi chỉ làm một lần cho coi thôi. Không biết làm thì nhịn đói. Chứ không ai đâu mà rảnh mà làm hoài cho ăn đâu nha. Giận. Thôi giỡn thôi mà. Cần ăn nha. Ăn cơm nha. Rồi nè, cho ăn trước luôn nè. Wow, hấp dẫn quá. Đó, mâm.
Vẫn còn đam mê những thứ này. Anh đam mê nó hơn cả em nữa. Nhưng cũng chính vì những thứ này, những thứ này mà em mất anh. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Anh trả lời em đi. Tại sao anh lại chết chứ? Phương, em đừng như vậy nữa mà Phương. Vậy còn anh? Anh có biết tại sao anh tưởng anh chết không? Anh... Đêm qua em nằm mơ thấy anh. Phương à, Tuấn Anh nó ra đi đột ngột, ai cũng sốc hết. Không chỉ chuyện đó đâu, anh không phải bị tai nạn mà là có người muốn giết anh. Sao em biết? Anh không nói được, nhưng mà em biết. Không phải bỗng dưng mà anh Tuấn Anh ra được tàu vào 2 giờ đêm. Anh là một người rất kỹ tính, không bao giờ anh ra đường vào giờ đó đâu. Chắc chắn là có người muốn giết anh. Em ơi, công an người ta quan trọng là chứng cứ, mà chỉ dựa vào cảm tính nhất thời của chúng ta và cậu ấy thì anh nghĩ nói ra họ sẽ không tin đâu. Vậy thì anh cũng dương vấn gì với cái phòng này nữa chứ? Thì em biết rồi đó, Tuấn Anh nó đam mê sáng tác trong này mà. Alo. Dạ, em biết rồi. Anh Hiếu. Hả? Anh bị sao vậy? Anh không sao. Thôi em ở đây đi, anh đi công chuyện chút xíu. Anh Hiếu, anh đi đâu? Anh đã có hẹn, em ở đây nha. Anh Hiếu. Em đã đi dọc theo cái khu đất này. Đây là cái khu đổ rác của người dân, nhưng mà ở phía sau rất là rộng và nó với nhiều hẻm khác. Anh muốn đi ra ngoài đường lớn thì khoảng 100 mét. Ủa vậy khu này đâu có đường ray nào đâu phải không? Nếu mà ra tới đường ray là khoảng 2 cây số. Vậy Tuấn Anh tới đây làm gì ta? Hay là cậu ta di chuyển từ nơi này cho đến chỗ mà mình bị gặp nạn? Hiếu đã đi theo Tuấn Anh, em nghĩ là Hiếu sẽ có câu trả lời chính xác hơn cho anh. Nhưng mà mấy hôm nay á, cái cậu nhóc này không khai chuyện bám theo Tuấn Anh, không biết có vấn đề gì không nữa nè. Anh, tâm trạng của Hiếu mấy ngày nay rất là bấn loạn. Có khi nào anh nghĩ Hiếu chính là hung thủ không? Tôi không nghĩ vậy.
cậu ta không có đủ động cơ để gây án. Nhưng mà chúng ta vẫn phải bám sát theo Hiếu, bởi vì cậu ta sẽ là cái nơi dẫn tới câu trả lời của vụ án này. Hả? Dạ, em hiểu rồi. Thôi, em về trước nha. Về trước đi. Chào anh. Có gì mới không anh? Hiếu đang biết cái chuyện gì đó, nhưng mà không biết phải làm sao để cho cậu ta khai đây. Có cần cho người bảo vệ Hiếu để tránh bị thủ tiêu giống như Tuấn Anh không? Nhắc tới chuyện bịt đầu mối, cậu chuẩn bị tới đâu rồi? Anh cứ yên tâm đi, em đã bố trí người xong hết rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là mình phụ thuộc vào tâm lý của Linh Béo thôi. Điều mà tôi lo lắng bây giờ là chúng ta đang đối đầu với một người mà chúng ta không biết là ai, mà người này có đủ thế lực, mưu mô và quan hệ để xử lý tất cả mọi chuyện. Nếu như mà chúng ta không kịp ngăn chặn hắn thì chúng ta mãi đi sau hắn. Chúng ta đã vào sinh ra tử, đã thề là sống chết có nhau, làm sao anh bỏ rơi em được chứ? Anh nói láo, anh là người nói dối. Thằng Tuấn đã cho sát thủ giết chết anh, em phải cẩn thận và bảo vệ mạng sống của mình. Vậy bây giờ làm sao đây hả? Lá thư chính là lời chỉ dẫn nên cất giấu khẩu súng. Hãy nói với cán bộ tìm đến văn phòng làm việc của thằng Tuấn tìm lấy khẩu súng. Làm nhanh đi, nếu không em sẽ gặp anh dưới âm phủ. Đừng nói em đi. Anh Hải. Bác sĩ, cô em bác sĩ. Mày bị sao vậy? Em đau bụng quá à. Em muốn đứt ruột cái bác sĩ. Mày không có chết đâu, chờ tao chút xíu. Bác sĩ, tôi bị cái gì mà phải tiêm thuốc cho tôi? Thì bị bệnh. Bệnh gì? Chứ không bệnh vô đây làm gì? Tôi hỏi cán bộ thì cán bộ trả lời cho tôi biết đi, có gì đâu mà phải vòng vo như vậy. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Em xin lỗi, tại em không biết lý do tại sao mình lại như vậy nữa. Em đau quá bác sĩ, cứu em đi bác sĩ ơi, không em chết mất bác sĩ ơi. Bác sĩ đi. Anh thấy trong người như thế nào rồi? Rốt cuộc mày là thằng nào? Tôi lo cho anh mà thôi. Tao với mày có biết nhau đâu, mày lo lắng cho tao làm cái gì? Tao hỏi mày lần cuối, mày là thằng nào? Chiến hổ. Anh tìm tôi hả? Nè, không có được đâu, hại chết người ta đó. Cầm lấy đi, lẹ lên. Tôi không làm được. Lẹ đi. Mày cần gì ở tao? Tôi được cài vào đây mục đích để lo cho anh. Tại sao lại phải bảo vệ tôi? Bởi vì anh đang có những thứ chúng tôi cần.
Chứ không phải tất cả những gì các anh đang cần ở tôi. Cứ cho là như vậy thì cũng chỉ để kéo anh ra khỏi sự trung thành mù quáng mà thôi. Cảm ơn. Thằng này không cần thằng nào lên lớp dạy đời nó nữa. Tình hình rất là nguy hiểm, anh nhớ cẩn thận đó. Đau bụng quá bác sĩ ơi, cứu em bác sĩ. Bác sĩ ơi, cứu em. Dạ, bác sĩ. Sao? Bây giờ tôi bắt đầu được chưa? Sợ chết phải không? Dạ. Sợ chết thì uống. Thuốc này là thuốc gì vậy cán bộ? Thuốc độc. Thôi, thuốc độc em không có dám uống đâu. Không có dài dòng nữa. Không uống thì bác sĩ cứu em. Bác sĩ phải chạy bây giờ. Dạ dạ, em uống liền. Uống liền bác sĩ. Đau bụng quá bác sĩ. Uống đi. Em đau bụng quá bác sĩ ơi. Mày đợi đó đi. Cứu em bác sĩ. Cứu em đi. Bác sĩ. Bác sĩ cứu em đi bác sĩ. Được rồi, bây giờ thì nằm nghỉ đi. Dạ. Còn mày, đau bụng phải không? Dạ. Đau bụng theo tao, đi. Đau bụng quá. Ổn không? Tình hình không ổn rồi. Tại sao không ổn? Vì tôi gặp một số sự cố, nhưng tôi cũng giải quyết xong rồi. Sự cố gì? Thì tôi cũng đang chờ nè. Ông làm ăn kiểu gì vậy? Thì tôi làm xong rồi tôi phải giao ca, chờ kết quả thôi mà. Kết quả thế nào? Thôi được, nếu vậy thì sẽ quản tất cả những chuyện của ông lại. Trời đất, bây giờ quản là chết tôi đó. Nó không chết thì ông chết. Ngưng chuyện đó lại. Sao không? Cậu, cậu tỉnh lại đi cậu. Cần lấy. Cậu tốt lắm. Cậu ráng giữ sức, rồi sẽ có người đưa cậu tới cho các chữa bệnh. Cậu ráng nha. Mời vào. Ủa, có mình em trực đây thôi hả? Ăn đi ăn, mà chắc cũng sắp về rồi. Có điều tra được cái gì mới chưa? Em thấy trong vụ án của Tuấn Anh có nhiều điểm tương đồng giống với vụ án của chị Lan. Vậy hả? Nghĩ là có dấu hiệu của tự tử. Anh có nghĩ vậy không? Nếu như mà Tuấn Anh xuất hiện ở ngay hồ đá, ngay chỗ Hải chột chết, thì ai cũng sẽ đoán ra được thôi. Nhưng mà để chứng minh thì mình không đủ chứng cứ. Rõ ràng là Tuấn Anh bị hành hung trước khi chết. Rất có thể là kẻ hành hung Tuấn Anh đã nghĩ rằng Tuấn Anh chắc chắn phải chết sau trận đánh nhự tử đó. Nếu như mà em đã lý giải như vậy, tại sao em không đưa ra lưu kết luận? Em đang muốn chứng minh là Tuấn Anh trước khi bị tàu đâm vào đã tìm cách thoát thân.
Tụi này thiệt là giả mang mà. À mà anh có muốn lấy kết quả giám định sơ bộ không? À, bữa nay tới đây về chuyện khác. À, anh muốn biết là đây là loại thuốc gì và nó có tác dụng như thế nào. Anh lấy đâu ra vậy? Anh sẽ nói với em sao? Ngày mai em sẽ cho anh kết quả. Cảm ơn em. Thôi, giờ anh về phòng nha. Tôi đến làm thủ tục để chuyển phạm nhân đi nơi khác. Mời anh. Nè, tới đâu rồi? Dạ, đã gần tới thành phố rồi anh. Xe chạy cũng êm đó. Dạ, em mua ở hàng bãi anh. Ba cái thứ hàng bãi này á, nếu mua phải cái tốt á thì miễn chê, còn nếu mua phải cái dởm á thì dứt đi cho xong. Anh cũng rành xe hàng bãi quá ha. Chẳng giấu gì anh, trước tôi cũng buôn hàng này mà. Em mà biết anh trước chắc không mất tiền ngu rồi. Không sao, trước lạ sao quen thôi. À, tôi hay đi lại lại ở thành phố và Tây Ninh, có gì tôi sẽ gọi anh. Dạ. Anh đi buôn vậy sao không mua một chiếc để cho đỡ tốn kém anh? Thì trước đây tôi cũng có, nhưng mà tại vì công bộ tôi nó không thích, nó sợ nguy hiểm, cho nên tôi không mua. Alo. Yên tâm, sắp về tới thành phố rồi, có hàng và quà đầy đủ cho mọi người đây. Ok, bye. Ok. Xuống chờ sân cửa đi. Hãy
Đã nói là chờ sẵn mà sao lâu quá vậy hả? Dạ em gửi. Thôi đi vô nhanh. Căn nhà đúng thật là bí ẩn. Em nghĩ có khi là chúng ta phải tìm cách khác thôi. Đi. Rồi, anh nói đi. Dạ thưa anh, em có nhận thơ của anh Hải vào ngày 13 đây. Nhưng mà anh ta chết cái đó mấy ngày rồi. Ai gửi thư cho anh? Chính anh. Vì chỉ có mỗi em mới đọc được những ký tự trong lá thư. Vì đó là giáo ước của tụi em từ thời ở khám ở Bình Dương. Hãy chột nói gì? Anh nói khi nào em nhận được lá thư này là đồng nghĩa với việc có thể anh sẽ bị giết. Nội dung của bức thư sẽ chỉ rõ anh giấu khẩu súng. Khẩu súng ở đâu? Anh đã suy nghĩ tính toán và giấu khẩu súng sao cho đó là địa chỉ dẫn đường đến bắt hắn. Đối tượng là ai vậy? Nhưng anh không tin chúng tôi sao? Có chứ, em phải tin cán bộ chứ. Nhưng thật ra em sợ là anh không biết được thế lực đứng đằng sau hắn là ai đâu. Chính vì vậy mà chúng tôi cần phải bảo vệ anh. Anh cần phải hợp tác với chúng tôi để đưa hung thủ ra ánh sáng. Chẳng lẽ bây giờ anh muốn anh nằm trong đây hoài hay sao? Hả? Thưa anh, và chính hắn, chính hắn là người buộc em phải giết Sơn Đạo. Tuấn Thái Tử phải không? Ước mong thanh bình dù phải chịu đắng cay chấp nhận lũy phiền, hy sinh thân mình vì hạnh phúc tương lai, quên đi bản thân gạt đi hết niềm riêng dẫu chịu đau buồn, vượt mọi đau thương để vun đắp đời thêm.